Xin chào các đồng chí, các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2024. Tại Ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Long Thọ, địa bàn xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai có một cựu hội viên cựu chiến binh. Hội viên cựu chiến binh đã qua đời. Nay là tổ tư binh của chúng tôi đến để biến và phủ quân kỳ, thực hiện phủ quân kỳ theo quy chế của hội cựu chiến binh Việt Nam. Thì đã đến giờ phủ quân kỳ. Sau đó chúng tôi sẽ đưa đồng chí Nguyễn Xuân Lúa về nghỉ cuối cùng, thì mong các đồng chí cùng theo dõi quá trình chúng tôi thực hiện như thế cũng như thế nào nha. Xin mời các đồng chí theo chúng tôi vào trong nha. Cây này nó cục quá các bạn, cái cây này quay phim cục quá cho nên là mời các bạn theo chân mình vào trong nha. Thì lát nữa chúng tôi sẽ phủ quân kỳ xong đúng 11 giờ thì linh cữu của đồng chí Nguyễn Thị Lúa, hội viên cựu chiến binh xã Long Thọ sẽ di quan về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang xã Long Thọ nha các bạn. Các bạn cùng theo chân chúng tôi nha. Chí Nguyễn Thị Lúa, hội viên cựu chiến binh xã Long Thọ. Tôi kỳ chuẩn bị. Thank you.
Tất cả các đồng chí hội viên trên đường tôn thị chúng em một phút phật niệm để tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Thị Lúa, hội viên cùng chiến binh xã Long Thọ. Một phút niệm bắt đầu. Sẽ đưa đến chỗ mẹ con đã lìa xa vắng gia đình,
mẹ đã xa các con, xa các cháu, xa họ hàng thân thuộc. Một chuyến đi xa mà mẹ sẽ không bao giờ quay trở lại. Bà con cô bác ơi, còn mẹ đó như tàn cây che bóng mát. Mất mẹ rồi rời rã đời con. Vậy là kể từ hôm nay, mỗi lần các con các cháu đi sớm về khuya, sẽ không còn một người bà một người mẹ chờ đợi các con các cháu quay trở về. Hãy khuyên dạy các con các cháu những điều hay lẽ phải. Bà con cô bác sớm gì gần xa kể từ hôm nay cũng sẽ mất đi một người cô, một người dì, một người bà, một người bạn mà mấy chục năm qua tình làng nghĩa xóm. Đứng trước cổ áo quan, trước khi đi cầu, mẹ con ở đây cũng là ngàn thôn dịch biệt. Đại diện gia đình chúng con chúng cháu xin rót ba tình rượu để có đôi lời tri ân cảm tạ. Tình rượu thứ nhất, xin rượu chân thành cảm ơn đến các cấp chính quyền địa phương sở tại, các ban ngành, đoàn thể, ban quy tế định làm sở tại, quyết định tham gia đội ngoại đôi bên. Bà con cô bác sớm hiện gần xa trong những ngày vừa qua về đây, gửi những lãng hoa, thắp những nén hương chia buồn cùng gia quyến, gia đình mình xá một xá. Tương trụ thứ hai, xin được chân thành cảm ơn đến các chú, các bác, các anh trong những ngày qua đón khách tiếp nước bên ngoài, các cô, các dì, các chị lo phụ bếp bên trong, cũng như các anh chị quản lý xe bên ngoài để bà con vào đây thắp hương cúng dĩa. Tương trụ thứ ba, xin được chân thành cảm ơn đến anh em nhạc lễ đội kèn tay, đội ân công của cơ sở mai táng Ba Sanh. Đúng 11 giờ, giai kỳ giai động thủ di quan, đưa lên cụ mẹ xin hãy nhẹ nhàng êm ái. Xin được tri ân cảm ơn đến quý sư thầy, quý Phật tử trong những ngày vừa qua về đây tụng những hồi kinh, cầu nguyện cho dâu linh mẹ con vạn sanh tịnh độ. Không quên gửi lời chân thành cảm ơn đến cơ sở mai táng Ba Sanh trong những ngày vừa qua về đây an táng cho một người bà một người mẹ cho gia đình chúng con thật là chu đáo. Công ơn đó nghĩa cử đó, gia đình chúng con chúng cháu xin nguyện khắc cố ghi tâm. Trong lúc tan gia bối rối, không tránh cái điều thiếu sót xảy ra, mong mong bà cô bác niệm tình tha thứ bỏ qua cho. Sau khi đưa lên cụ mẹ con hoàn tất, kính thỉnh ông bà cô bác trở lại gia đình, dùng với gia đình chúng con chúng cháu một chén cơm, một chung rượu thảo để gia đình có đi lời trên cảm tạ. Giờ đây gia đình chúng con chúng cháu đồng bái tạ. Con cháu quỳ xuống. Mẹ ơi, bà ơi, vậy là thời gian không còn bao lâu, mình là một chuyến đi xa ngàn thôn dịch biệt. Nếu trước đây các con các cháu có làm điều chi cho mẹ buồn bà giận, thì giây phút này xin mẹ xin bà hãy rộng lòng quan hỷ và bỏ qua cho các con các cháu. Các con các cháu xin hứa với mẹ với bà rằng các con các cháu sẽ yêu thương, đùm bọc, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Xin mẹ xin bà hãy an lòng mà ngậm cười nơi chín suối. Sau khi đến cửa mẹ hoàn tất, hương hồn của mẹ hãy theo gió theo mây, theo hương theo khói mà quay trở lại gia đình. Quê tóc đôi tóc ra bà phương, bụng tay mình tháo rồi đây, giờ này dắt lên xe đúng rồi. Đó là chẳng qua cánh xe, đó là chẳng qua cánh xe, đó là chẳng qua cánh xe, đó là chẳng qua cánh xe. Ngày nào đôi dài nỗi yêu thương, bắt con thua lòng cho tôi vui. Đêm về nỗi tôi có vẫn là trường ai kỷ niệm ngày xưa. Địa hàng cao xanh ngày xưa đôi đã dung cầu. Rồi nói rồi.
Ủa tôi cầm tôi ngó mấy ông làm chứ tôi không biết là ra rồi. Rồi cho cứng cọc dây cứng ơi. Ủa để họ đi dọc đường bung ra. Trả chủ nhà ơi, trả đây. Chú quay con cắt này á. Nè quay cho máy ảnh. Anh Dũng cho anh đứng chú đi, em quay cho. Nè anh ơi. Rồi. Đây là hai hội viên nòng cốt của ban chấp hành hội của chiến binh xã Long Thọ đến để đưa tang đồng chí Nguyễn Thị Lúa rồi. Rồi. Anh Dũng có ba ghế ngồi không? Dạ ok. Cầm tay lái luôn. Ừ, đó nè. Rồi hai đồng chí đang chuẩn bị di quan đồng chí hội viên của chúng mình xã Long Thọ đi nha các bạn. Chắc chắn làm tấm hình quá, làm tấm hình luôn quá. Làm tấm hình luôn cho đẹp. Chụp tấm hình cho đẹp nè, 2, 3. Lúc 11 giờ thì linh cữu của đồng chí ở phía sau đây là tất cả là ban chấp hành hội cựu chiến binh xã. Thank you.
ngón tay. Chậu má rồi đứng. Chậu má rồi đứng. Chậu má rồi đứng. À đúng rồi, đứng.